Chào mừng các em đến với kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khải xin dẫn các em toán lớp 7 sách chân trời sáng tạo. Trong lúc xem bài giảng của Khải Liêm, nếu không có quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để hãy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài của chương 6 nha, sách chân trời sáng tạo. Trước hết mình sẽ làm câu số 1. Câu số 1 người ta kêu mình tìm biết y z biết câu A là x phần 3 bằng y phần 8 bằng z phần 5 và x cộng y trừ z sẽ bằng 30. Mình sẽ làm câu A trước nha. Mình sẽ áp dụng tính chất của giải tỷ số bằng nhau thật có. Như vậy mình sẽ có cái tỷ số này, đúng x phần 3 xếp y bằng y phần 8 sẽ bằng z phần 5 sẽ bằng, giờ mình sẽ làm một tỷ số mới có phần tử là x cộng y trừ z. Như vậy 3 cộng 8 trừ 5 như là x cộng y trừ z thì mình sẽ thấy bằng 30. Rồi 3 cộng 8 là 11, 11 trừ 5 thì bằng 6, 30 chia 6 thì bằng 5, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ tính được x đi không? Vậy x sẽ bằng, như vậy x phần 3 sẽ bằng 5, có nghĩa là x sẽ bằng 5 nhân 3 sẽ bằng 15. Y sẽ bằng y phần 8 bằng 5, có nghĩa y sẽ bằng 5 nhân 8 sẽ bằng 40. Z sẽ bằng, như z phần 5 bằng 5, có nghĩa z sẽ bằng 5 nhân 5 bằng 25, đúng không? Như vậy mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Câu B thì người ta cho là x phần 10 sẽ bằng y phần 5, y phần 2 sẽ bằng z phần 3. Như ở đây mình có hai tỷ số, mình sẽ ghép, tìm cách ghép hai tỷ số này thành một cái giải tỷ số bằng nhau nha. Đúng này. Như giờ ta có, giờ x bằng 10, x phần 10 bằng y phần 5. X phần 10 sẽ bằng y phần 5 nên như vậy mình sẽ biến đổi, bên đây mình thấy là đây phần 5, bên đây phần 2. Như vậy phần 5 là mình sẽ nhân tử bằng 1 cho 2 luôn để ra thành phần 10 luôn, đúng giờ. Như vậy mình sẽ nhân 2 với, nhân 2 với cho số 2 nha. Như vậy x mình xếp lại 10 nhân 2 sẽ bằng 20. Giờ y sẽ viết lại 5 nhân 2 là 10, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ biến đổi cái bên đây để cho giống là y phần 10 luôn. Tiếp theo là do y phần 2 bằng z phần 3. Nên giờ như giờ mình sẽ nhân 2 với cho 1 phần 5, có nghĩa là hai cái mẫu này mình sẽ nhân cho 5. Như y giữ nguyên này. Số 2 này nhân 5 thành 10, đúng nè. Z giữ nguyên 3 nhân 5 là 15. Giờ như vậy mình sẽ có x phần 20 bằng y phần 10.
Ma y bằng 10 bằng z phần 15 mình sẽ ghép thành một cái giải tỷ số bằng nhau. Đúng Do đó ta sẽ có một giải tỷ số bằng nhau. X phần 20 bằng y phần 10 bằng tiếp luôn là z phần 15. Giờ bây giờ mình sẽ áp dụng tính chất giải tỷ số bằng nhau. Đúng này. Ta có giờ như mình sẽ lấy là cái tỷ số này. Giờ sau đó mình sẽ bằng tiếp. Như vậy người ta cho đây là x cộng 4z bằng 320. Như vậy ở đây mình sẽ cần cái 4z nữa, mình sẽ bằng tiếp chỗ này. Như vậy để có 4z thì mình sẽ nhân tử và mẫu chỗ này cho 4 nha. Đúng rồi. Như z thì mình sẽ nhân cho 4 là 4z, 4 nhân z. 15 nhân 4 bằng 60. Đúng rồi. Giờ tiếp theo mình sẽ lấy là x cộng 4z. Phía trên là x cộng 4z. 4z có nghĩa là 4 nhân z nha. Giờ bên đây là x thì đây là 20. Rồi 4z có nghĩa 4 nhân cho 15. Trên dưới giống nhau là được nha. Đúng rồi. Như vậy x cộng 4z mình sẽ khai khế bằng 320. Giờ như 4 nhân cho 15 là 60. 60 cộng 20 là 80. 320 chia 80 thì bằng 4. Đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ tính được x đi z. Vậy x sẽ bằng x phần 20 bằng 4, có nghĩa là x sẽ bằng 4 nhân 20 sẽ bằng 8. Y sẽ bằng y phần 10 bằng 4, có nghĩa y sẽ bằng 4 nhân 10 sẽ bằng 40. Giờ z phần 15 bằng 4, có nghĩa z sẽ bằng 4 nhân cho 15 sẽ bằng 60. Đúng giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em hiểu bài, các em sẽ bấm khích video hãy biết các em hiểu bài nha. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 người ta nói là hai bạn Mai và Qua đi xe đạp từ trường đến nhà khi đấu để học bơi. Vận tốc của Mai sẽ kém vận tốc của Qua là 3 km/h. Thời gian Mai và Qua đi đến trường từ trường đến nhà khi đấu lần lượt là 30 phút và 2 phần 5 giờ. Hỏi quãng đường từ trường đến nhà khi đấu là bao nhiêu km? Như vậy ở đây câu số 2 này người ta cho là bạn Mai và bạn Qua sẽ đi từ xe đạp từ nhà khi đấu đến từ trường đến nhà khi đấu để học bơi. Vận tốc của Mai kém vận tốc của Qua, có nghĩa mình sẽ lấy vận tốc của Qua trừ vận tốc của Mai sẽ bằng 3. Thời gian đi của Mai và Qua từ trường đến khi đấu lần lượt là 30 phút và 2 phần 5 giờ. Nhưng mình sẽ đổi phút này qua giờ luôn. 30 phút chính là 1 phần 2 giờ. Đúng không? Mình nhớ là quãng đường là như nhau, như vậy vận tốc và thời gian là hai định lượng tỷ lệ nghịch. Có nghĩa là vận tốc càng nhanh thì thời gian sẽ ngắn lại. Đúng không? Mình sẽ áp dụng tính chất dạng hai định lượng tỷ lệ nghịch là gì không? Đúng không? Như vậy câu số 2 này các em trả lời như sau. Trước hết mình sẽ gọi vận tốc của Mai và Qua. Lần lượt là x và y. Đơn vị sẽ là km trên giờ. Đúng rồi.
Như vậy mình sẽ đổi phút này qua gì ạ? À, 30 phút thì sẽ bằng 0,5 giờ, hoặc là để phân số là 1 phần 2 giờ cũng được. Mình sẽ để phân số cho giống cái 2 phần 5, như sẽ bằng 1 phần 2 giờ. Được mình thấy là quãng đường là như nhau nên vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ gặp, được không? Vì quãng đường như nhau. Nên vận tốc và thời gian là hai lực lượng tỉ lệ ngược. Ta có. Như vậy tỉ lệ nghịch thì mình sẽ lấy tích của vận tốc nhân thời gian của bạn này sẽ bằng tích của vận tốc nhân thời gian của bạn kia. Đúng này. Như vậy lúc này 1 phần 2 là của bạn Mai, 1 phần 2 nhân x sẽ bằng 2 phần 5 nhân giờ nhân y. Đúng này. 1 phần 2 nhân x nhân x sẽ bằng 2 phần 5 nhân y. C. X phần 2 sẽ bằng 2 y phần 5. Giờ suy ra tiếp. Như vậy số 2 này mình sẽ đem xuống dưới đây chia chuyển với hành nhân. Như vậy sẽ x phần 4 sẽ bằng y phần 5. Đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ áp dụng tính chất giải tỷ số bằng nhau ta coi. Giờ như vậy mình sẽ có tỷ số này x phần 4 bằng y phần 5. Như ở đây đề bài người ta nói là vận tốc của bạn Mai kém vận tốc của bạn Que, có nghĩa là mình sẽ lấy vận tốc của bạn Que trừ đi vận tốc của bạn Mai khi bằng 3, có nghĩa y trừ x bằng 3. Như bằng tiếp theo sẽ là y trừ x. Giờ có nghĩa là mẫu sẽ 5 trừ 4. Y trừ x mình sẽ thấy bằng 3. Giờ 5 trừ 4 bằng 1, 3 phần 1 thì 9 bằng 3. Đúng này. Giờ như vậy tiếp theo thì mình sẽ đi tính x y là được. C mình sẽ tính x đi. Như x sẽ bằng gì? X phần 4 bằng 3 có nghĩa x sẽ bằng 4 nhân 3, hoặc là 3 nhân 4 cũng được, bằng 12. Y sẽ bằng bao nhiêu? Như y phần 5 bằng 3 có nghĩa y sẽ bằng 3 nhân 5, bằng 15. Đúng này. Giờ tiếp theo người ta hỏi là quãng đường bao nhiêu? Như vậy quãng đường thì mình sẽ lấy vận tốc nhân cho thời gian, đúng không? Như vậy là thời gian. Giờ mình sẽ tìm x mình thế vô đây. Đúng không? Là gì ha? Với một cái lần là quãng đường. Quay quãng đường. Từ trường đến nhà khi đấu là
Như mà sẽ lấy 1 phần 2 nhân x, x ở đây là 12, 1 phần 2 nhân cho 12. Sẽ bằng sao? Đúng nè. Như kết quả là 6 km nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 kem hiệu bài, các em sẽ bấm hết video hay bị kem hiệu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 người ta nói là số quyển sách của ba bạn An, Bình và Cam tỷ lệ của số 3, 4, 5. Hỏi mỗi bạn sẽ có bao nhiêu quyển sách, biết rằng số quyển sách của Bình ít hơn tổng quyển sách của An và Cam là 8 quyển. Như vậy người ta nói là số quyển sách của ba bạn sẽ tỷ lệ của 3, 4, 5. Mỗi bạn bao nhiêu quyển sách, biết rằng là số quyển sách Bình ít hơn quyển sách của An và Cam. Như vậy mình sẽ gọi ABC là số sách của ba bạn này. Đúng này. Như vậy câu số 3 này các em sẽ làm như sau. Gọi số sách của ba bạn lần lượt là các em có thể gọi là ABC hoặc là XYZ đều được hết nha. ABC đi, để giống cái tên nó dễ. Đơn vị sẽ là quyển. Theo đề bài ta có mình sẽ có gì? Như vậy người ta nói là biết rằng số sách của Bình ít hơn số sách của An và Kem. Như vậy là số sách của Bình ít hơn tổng quyển sách của An và Kem. Có nghĩa là A cộng C trừ B sẽ bằng 8. Đúng này. A cộng C trừ B bằng 8. Thầy sẽ dịch chuyển cái trừ B vô giữa nhé. Đúng này. Như lúc này mình sẽ có là A trừ B cộng C sẽ bằng 8. Cho nó đúng thứ tự ABC dễ nhìn hơn nha. Số sách của Bình sẽ nhỏ hơn An và Cam, có nghĩa mình sẽ lấy A cộng C trừ B. Giờ sẽ đóng quãng đổi vị trí để dễ nhìn thôi. Và mình sẽ có tỷ lệ là 3, 4, 5, có nghĩa là A phần 3 sẽ bằng B bằng 4 bằng C phần 5. Như mình sẽ có A phần 3 bằng B phần 4 bằng C phần 5. Giờ bây giờ mình sẽ áp dụng tính chất giải tỷ số bằng nhau ta có. Giờ như mình sẽ viết lại cái tỷ số này bằng tiếp. Giờ bây giờ mình sẽ biến đổi cái tử cho sẽ biến thành là A trừ B cộng C. A trừ B cộng C. Đúng này. Cho giống cái này để mình khơi bằng 8 này. Như A trừ B thì phía dưới là 3 trừ 4. Cộng C có nghĩa phía dưới là cộng 5. Tử mẫu giống nhau là được. A trừ B cộng C mình khơi bằng số 8 chưa? Giờ 3 trừ 4 cộng 5. 3 cộng 5 là 8 trừ 4 bằng 4. 8 chia 4 bằng 2. Được này. Giờ bây giờ mình sẽ tính được AB không? ABC không? C, A sẽ bằng.
Nhi A phần 3 bằng 2 có nghĩa là A sẽ bằng 2 nhân 3 bằng 6. B phần 4 bằng 2 có nghĩa là B sẽ bằng 2 nhân 4 sẽ bằng 8. Giờ C phần 5 bằng 2 có nghĩa C bằng 2 nhân 5 bằng 10. Vậy mình kết luận là số sách của ba bạn lần lượt là số sách của ba bạn bạn em, bạn Bình và bạn Kem lần lượt là như vậy là A là 6 6 quyển, Bình sẽ là 8 quyển và cuối cùng bạn Kem sẽ là 10 quyển. Đúng này. Giờ như là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 Kem hiểu bài, Kem sau ống khích video hãy biết Kem hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu số 4. Câu số 4 người ta yêu cầu mình câu A mình sẽ tìm ba số x, y, z có mảng điều kiện là x, y, z tỷ lệ của 2, 3, 5 và x cộng y cộng z bằng bằng. Giờ câu này dễ, mình sẽ làm được. Theo đề bài ta có như vậy bạn x, y, z tỷ lệ của 2, 3, 5 có nghĩa x phần 2 bằng y phần 3 bằng z phần 5. X phần 2 sẽ bằng y phần 3 bằng z phần 5. Giờ mình áp dụng tính chất giải tỉ số bằng nhân ta có nhưng mà sẽ biết là tỷ số này bằng giờ như mà tử số mình sẽ lấy ba cái tử cộng lại x cộng y cộng z phía dưới là 2 cộng 3 cộng 5 x cộng y cộng z thì mình sẽ khấy bằng 30, 2 cộng 3 cộng 5 sẽ bằng 10, 30 chia 10 sẽ bằng 3. Giờ bây giờ mình sẽ tính x, y, z. C x sẽ bằng x phần 2 bằng 3 có nghĩa x sẽ bằng 3 nhân 2 bằng 6. Y sẽ bằng y phần 3 bằng 3 có nghĩa y sẽ bằng 3 nhân 3 sẽ bằng 9. Z sẽ bằng z phần 5 sẽ bằng 3 có nghĩa là z sẽ bằng 3 nhân 5 sẽ bằng 15. Đúng này. Nhưng mà sẽ làm xong câu A mình sẽ làm tới câu B. Giờ câu B người ta kêu mình tìm ba số ABC khỏi mạng điều kiện là ABC tỷ lệ của 6, 8, 10 và A trừ B cộng C bằng 16. Giờ câu này mình làm tương tự như câu A. Theo đề bài ta có như ABC tỷ lệ với 6, 8, 10 có nghĩa A phần 6 bằng B phần 8 bằng C phần 10. Đúng không? A phần 6 sẽ bằng B phần 8 bằng C phần 10. Giờ mình sẽ áp dụng tính chất giải tỉ số bằng nhau ta có
Giờ mình sẽ viết lại tỷ số này. Giờ bằng tiếp. Giờ tiếp theo mình sẽ để là A trừ B cộng C. Mình thay bằng 16. A trừ B cộng C. Giờ như vậy mình sẽ lấy mẫu trừ mẫu cộng mẫu. 6 trừ 8 cộng 1. A trừ B cộng C mình thấy bằng 16 chưa? Giờ 6 cộng 10 là 16, 16 trừ 8 bằng 8. 16 chia 8 bằng 2. Giờ bây giờ mình sẽ tính được x, y, z, a, b, c trong này. C, a bằng. Như vậy a phần 6 bằng 2 có nghĩa a bằng 2 nhân 6 bằng 12. B bằng. B phần 8 bằng 2 có nghĩa B sẽ bằng 2 nhân 8 bằng 16. C sẽ bằng. C phần 10 bằng 2 có nghĩa là C bằng 2 nhân 10. C bằng 2 nhân 10. Giờ như là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 kênh hiệu bài kênh sau bấm khích video. Hãy biết kênh hiệu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay nha. Những câu còn lại thì sẽ làm video bài giảng kế tiếp các em nhớ đón xem. Nhưng mà xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm nha. Thầy chúc em học tốt, tạm biệt các em nha.